Trong video này mình sẽ làm một cái bài test nha các bạn Nếu như hai chiếc smartphone cùng đăng nhập một tài khoản Facebook Và nếu có một người gọi tới thì nó sẽ như thế nào Và bây giờ mình sẽ tiến hành gọi thử cho các bạn xem luôn nè Gọi nha Vậy là hai chiếc smartphone cùng đăng nhập một tài khoản Facebook Có người gọi tới cả hai đều nhận được cuộc gọi nha các bạn Mình sẽ làm thử một cái thí nghiệm là Nếu một cái bắt máy thì cái kia sẽ như thế nào ha Mình sẽ bắt máy trên cái thiết bị này nha Trả lời Đó thì cái chiếc smartphone này sẽ tự động tắt xuống ha các bạn. Còn chiếc smartphone này nó sẽ tiến hành vào cuộc hội thoại. Tiếp theo sẽ là cái điều kiện tương tự như vậy, nhưng mà một trong hai chiếc á, sẽ bấm kết thúc cuộc gọi thì chiếc kia sẽ như thế nào? Các bạn đoán là nó có hoạt động tiếp hay không hay là nó sẽ kết thúc cuộc gọi luôn ha. Bây giờ mình sẽ kết thúc cuộc gọi trên cái chiếc mobile S41 này nha. Vậy là khi hai chiếc smartphone cùng nhận cuộc gọi nha, mà chỉ cần một cái kết thúc thì cái kia cũng kết thúc theo. Rồi bây giờ cũng tương tự như vậy, mình sẽ gọi nhưng mà sẽ cố gắng bắt máy cùng lúc cả hai chiếc smartphone luôn thì để xem nó sẽ như thế nào nha các bạn. Bây giờ tiến hành gọi này nha. Cố gắng bắt máy cùng lúc luôn nha các bạn. Phải trùng khớp. Đó. Thấy không? Chắc là có cái sự mà lệch nhẹ vài mili giây ha, cho nên là cái chiếc điện thoại này đã tiến hành nhận cuộc gọi nhưng mà khác với lúc nãy là chiếc điện thoại này vẫn đang trong trạng thái kết nối chứ không phải là ngắt kết nối nha. Tại vì bấm cũng tương đương với nhau nha các bạn. Đó. Thì tiếp theo chắc mình sẽ bấm là gần như là chính xác tuyệt đối luôn, để xem là nó như thế nào ha. Và cái việc mà bấm chính xác thì rất là khó luôn, cho nên là bây giờ mình sẽ cố gắng hết sức thôi các bạn. À, bây giờ là cả hai nhận cuộc gọi này nha, mình sẽ cố gắng bấm vào cái nút trả lời cùng lúc nhất có thể để xem nó như thế nào. Ồ, bấm cùng lúc thì cả hai thiết bị đều ở đang cái trạng thái là đang kết nối và không có cái chiếc điện thoại nào nhận được cuộc gọi hết nha các bạn chắc là mình sẽ tiến hành bấm thử một lần nữa để cái độ chính xác nó cao hơn ha các bạn để xem là nó có cái sự khác biệt gì hay không nha bây giờ mình sẽ ngắt máy và sẽ gọi lại một lần nữa để cho các bạn xem ok và bây giờ mình sẽ cố gắng bấm thật chính xác hai cái nút trả lời để xem nó có giống như lúc nãy hay không nha một hai ba đó các bạn nó vẫn đang trong cái trạng thái là cả hai thiết bị cùng kết nối ha và không thiết bị nào nhận được cuộc gọi hết chúng ta sẽ đến với một cái bài test tiếp theo là mình sẽ cho một trong hai chiếc điện thoại cài đặt cùng chung tài khoản sẽ gọi cho cái chiếc ở giữa này đó nha các bạn để xem là nó sẽ cái chiếc còn lại nó sẽ có cái phản ứng gì hay không nha bây giờ mình sẽ cho chiếc lg gọi cái chiếc nokia nha các bạn để xem là cái chiếc s 41 này nó có cái phản ứng gì hay không ha không nha hiện tại là không ha chỉ có hai thiết bị này kết nối với nhau thôi mặc dù là mobile s bốn cũng đang đăng nhập cùng một cái tài khoản facebook với lại cái chiếc lg g năm nhưng mà chỉ cần một trong hai chiếc đó gọi thì cái chiếc kia thì nó không có cái phản ứng về mặt mà có cuộc gọi hay là rung hay là gì hết nha các bạn hai chiếc đang có cái cuộc gọi thoại với nhau và mình tiến hành gọi từ một cái chiếc điện thoại này cùng cái tài khoản đó thì xem là cái phản ứng nó như thế nào ha đó gọi nha thì cái chiếc mobile s bốn này nó đang ở cái trạng thái là đang gọi thôi còn cuộc gọi ở trên LG G5 và cái chiếc Nokia thì vẫn diễn ra bình thường nha các bạn. Cái này dựa trên thực tế hàng ngày hiện tại có rất là nhiều người sử dụng 2 đến 3 chiếc smartphone ha và trong đó có thể là hai ba chiếc đó cùng đăng nhập một cái tài khoản Facebook ha. Thì có thể các bạn đem một cái và một cái mình để ở nhà và nếu lỡ như có cuộc gọi đến á, thì cái mình bắt máy thì cái nhà sẽ ngưng ha các bạn hoặc là cái mình tắt máy thì cái nhà cũng tự ngưng luôn và nếu cả ở nhà có người bắt máy và cùng lúc với bạn thì cái điều đó rất là khó xảy ra ha thì khi đó cả hai chiếc đều trong trạng thái đang kết nối và không thể nào bắt máy được thì lúc nãy cũng có một lần là có lẽ có lẽ là nó nhanh hơn vài mili giây cho nên là một cái nhận được cuộc gọi và một cái trạng thái là đang kết nối ha nó hơi rối nha các bạn nếu như các bạn quan tâm đến những chiếc smartphone ở trong video thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả ha các bạn có thể nhấp xuống để xem Thực sự đây là một cái bài test rất là hắc não nha bạn. Và không biết là cái nhu cầu sử dụng thực tế hàng ngày các bạn có sử dụng đến hai chiếc smartphone mà cùng đăng nhập một cái tài khoản Facebook hay không thì hãy bình luận phía bên dưới video ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.